Xin chào bạn. Thì mình là Hải, là sinh viên đại học FPT. Thì đây là thẻ sinh viên của mình. Thì mình muốn mời bạn tham gia phỏng vấn về nguyện vọng sinh viên FPT về các hoạt động khó cho bài tập EBS 301M. Thì mình xin ghi hình buổi phỏng vấn này để làm tài liệu nghiên cứu cho môn học của mình. Thì cho mình hỏi là bạn hiện tại là đang là sinh viên của ngành nào vậy? Mình là sinh viên ngành kinh doanh quốc tế. Thì không biết là bạn đang là sinh viên năm mấy nhỉ? Mình năm hai. À, năm 2. Thì bạn có từng tham gia cái buổi phỏng vấn nào giống như thế này trong năm này gần đây hay không? Chưa chưa bây Chưa giờ. hả? Thì mình muốn hỏi bạn câu đầu tiên đó là bạn mong muốn những gì từ cái ngành học của bạn hiện tại? Thì đầu tiên là mình muốn là sẽ có một cái kinh nghiệm được truyền đạt từ thầy giáo cô giáo, và từ đó lấy kinh nghiệm để đi làm. Thì theo cảm nhận của bạn thì những cái điều đó mà bạn nhận được từ trường á, thì trên thang điểm 10 thì bạn chấm là bao nhiêu điểm? Nghĩ là chắc khoảng 7 điểm. 7 điểm mà 7 điểm là cũng tương đối đấy. Thì câu tiếp theo đó là tại sao bạn lại chọn ngành học này? Vì đầu tiên mình có khả năng về giao tiếp tiếng Anh cũng khá tốt, nên mình nghĩ là sau này sẽ đi làm sẽ có một cái gọi là gọi là gì ta? Gọi là cái gọi là cái gọi là chết rồi. Nói chung là một cái lợi thế, đúng không? Một cái lợi Đúng thế, rồi, đúng rồi, đúng rồi, lại lợi thế. thế. Đó. Nên là bạn chọn cái công việc này. Sau một thời gian học cái ngành này thì bạn cảm nhận là cái ngành nghề này phù hợp với bạn ở mức điểm nào trên thang điểm 10? Thì mình thấy thì chắc phải 9 điểm. 9 điểm. Gần như tuyệt đối đấy. Câu tiếp theo đó là theo bạn thì làm sao để có ngay được một cái việc làm như mong muốn sau khi tốt nghiệp? Mình nghĩ là trau dồi tiếng Anh là một lợi thế rất lớn. Tiếp theo là mình sẽ rèn luyện cái kỹ năng mềm. Như thế không? Như thế. Thì cảm nhận của bạn là mình đã đạt được cái mục tiêu đó ở cái mức ở bao nhiêu phần trăm đó, trên là tính ra điểm là trên thang điểm 10 là bao nhiêu điểm? Thì mình thì việc học là một việc lâu dài, nên mình nghĩ là chắc khoảng 7 điểm hay 6 điểm thôi. À, 6 điểm rồi, ok. Thì sau 5 năm tốt nghiệp, sau 5 năm sau khi tốt nghiệp á, thì bạn mong muốn là mình sẽ trở thành một người có vai trò như thế nào trong xã hội và công việc Cái đó thì mình cũng chưa nghĩ nhiều. Mình cứ trước hết thì mình sẽ phục vụ bản thân mình trước, lương có thể nuôi sống bản thân, rồi sau đó mới tiếp tới mọi người xung quanh. à? Như kiểu là không, thật là câu hỏi như thế này nè, đó là một cái vai trò trong công việc, chẳng hạn như là một CEO của một doanh nghiệp hoặc là một quản lý cấp cao của doanh nghiệp á, hoặc là chuyên viên, nhân viên. Như thế thì mình mục tiêu tương xa thì mình sẽ là một quản lý. Quản lý cấp cao đúng không? Đúng rồi. Thì hiện tại là ngoài giờ học trên lớp thì bạn có mong muốn là có thêm những cái hoạt động ngoại khóa nào hay không? Chắc chắn rồi, mình muốn nhiều những câu lạc bộ, những hoạt động mà trải nghiệm mọi thứ xung quanh, hoặc là giao tiếp tiếng Anh cả. Bạn thích giao tiếp tiếng Anh đúng không? Đúng rồi. Thì hiện ngoài giờ à, từ từ à, thì bạn có thể cho biết một cái loại hình hoạt động ngoại khóa nào mà bạn đang vô cùng mong muốn được tham gia mà vẫn chưa thấy ở trên ở tại trường FPT hay không? Nghĩ đó là giao tiếp với người nước ngoài. Bạn muốn có nhiều cơ hội giao tiếp người nước ngoài hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Hiện tại là bạn có đang là thành viên của câu lạc bộ FPT BEC không? Business Economic Club. Bạn biết câu lạc bộ đó chứ? Mình chưa Chưa, nghe. chưa biết luôn hả? Vậy là bạn chưa biết rồi cái câu lạc bộ đó luôn, nên là bạn chưa tham gia. Cũng cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn thì bạn có thể cho mình biết là bạn tên là gì và để lại số phone để mà sau này nếu mà mình có thành lập một cái câu lạc bộ mà giống như những gì bạn mong đợi thì mình có thể sẽ thông báo cho bạn để mà bạn có thể tham gia cùng. Mình tên là Nguyễn Trung Hiếu, xin gọi mình là 0945024 29. Cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn này. Chúc bạn một ngày vui vẻ.